Dạ, những nội dung như vừa rồi mà tiến sĩ vừa trình bày thì rất là nổi bật và khác biệt so với các khóa học hiện nay trên thị trường. Vậy thì đội ngũ giảng dạy của chương trình ICPO mà John and Partners đang triển khai là những ai ạ? Đội ngũ giảng dạy của chương trình ICPO thứ nhất là đến từ các anh chị giám đốc nhà máy. Tại vì muốn dạy cho các anh chị trở thành giám đốc nhà máy thì chuyên gia phải là từng làm giám đốc nhà máy đã. Thứ hai là đội ngũ giảng dạy đến từ những người có kiến thức về nền tảng rất là vững chắc. Thì đa số các giảng viên đều là có nền tảng là thạc sĩ hoặc là tiến sĩ. Thứ hai là có kiến thức quản trị sản xuất rất là tuyệt vời. Và thứ ba là có các nền tảng kiến thức quản trị sản xuất khác như là Lean, Six Sigma, quản trị chuỗi cung ứng hay là quản trị dự án. Thì đó là những chuyên gia rất là dày dặn kinh nghiệm. Và các chuyên gia đều đến từ các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Thì tôi tin chắc rằng là với chương trình được thiết kế rất là bài bản như vậy thì các anh chị sẽ học hỏi được rất nhiều chuyên gia khác nhau. Và các chuyên gia đến từ các kinh nghiệm rất là đa dạng. Thứ nhất là đa dạng về giới tính để chúng ta có rất nhiều cái màu sắc khác nhau. Thứ hai là đa dạng về lĩnh vực sản xuất. Chúng ta đến từ những cái công ty sản xuất hàng đầu như là công ty FMCG, sản xuất ngành hàng tiêu dùng nhanh, công ty điện tử, công ty may mặc, công ty dệt may, công ty sản xuất các lĩnh vực khác. Thì ra chúng ta sẽ có sự đa dạng ngành nghề. Thứ ba là chuyên gia đến từ rất nhiều lĩnh vực chuyên sâu mà chuyên gia đã rèn luyện qua hơn rất nhiều năm kinh nghiệm. Thì đó là những đội ngũ rất là xuất sắc hiện nay ở Việt Nam.